lời khuyên dinh dưỡng cho trẻ dưới 2 tuổi trong mùa dịch COVID-19. Chế độ dinh dưỡng phù hợp đóng vai trò rất quan trọng đối với trẻ dưới 2 tuổi, giúp trẻ có sức đề kháng tốt để chống lại bệnh tật. Để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé trong mùa dịch COVID-19, Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc khuyến cáo bà mẹ cần thực hiện tốt các nội dung sau. Đối với trẻ dưới 6 tháng, sữa mẹ cung cấp đủ chất dinh dưỡng và có nhiều kháng thể, giúp tăng sức đề kháng cho trẻ. Trẻ cần bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu mà không cần ăn thêm bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác. Đối với trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, tiếp tục cho trẻ bú sữa mẹ và tập cho trẻ ăn dặm, ăn đủ 3 bữa và các bữa phụ trong ngày. Nên cho trẻ ăn đa dạng các loại thực phẩm và chú ý tăng cường ăn trái cây tươi. Trẻ cần được uống đủ nước. Không nên cho trẻ ăn các thức ăn chế biến công nghiệp vì chúng không có lợi cho sức khỏe. Vệ sinh các dụng cụ chế biến ăn dặm, bát, thìa trước và sau khi cho trẻ ăn. Đối với bà mẹ nuôi con bú có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc đang thực hiện cách ly tại nhà cần lưu ý. Thông báo ngay cho cán bộ y tế để được tư vấn, theo dõi sức khỏe của mẹ và con. Hiện nay chưa có bằng chứng khoa học cho thấy COVID-19 lây truyền qua đường sữa mẹ. Tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ vẫn là cách tốt nhất và an toàn cho trẻ. Khi cho con bú, bà mẹ cần thực hiện đeo khẩu trang đúng cách khi cho con bú và bất kỳ khi nào tiếp xúc với trẻ. Rửa sạch tay bằng xà phòng trước và sau khi ôm con cho bú. Thường xuyên vệ sinh cá nhân và khử khuẩn các bề mặt, vật dụng xung quanh hay tiếp xúc. Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng, hôn con trước, trong và sau khi cho con bú. Bà mẹ có thể vắt sữa để người khác cho trẻ uống bằng cốc hoặc thìa sạch. Đối với bà mẹ nuôi con bú bị mắc COVID-19, cần thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ y tế về cách nuôi trẻ thích hợp nhất. Tăng cường dinh dưỡng cho trẻ ngay từ hôm nay để phòng chống dịch bệnh,